Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức giải trí DNews và ngay sau đây hãy cùng chúng mình điểm qua những thông tin đáng chú ý trong ngày. Mới đây, một YouTuber nổi tiếng tại Hàn Quốc đã phải nhận sự chỉ trích dữ dội từ cư dân mạng bởi vì anh chàng này đã review sai khiến cho một nhà hàng phải đóng cửa và ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Những năm gần đây, vlogger trên YouTube đã trở thành nghề nghiệp chính thức mà nhiều bạn trẻ chọn để xây dựng sự nghiệp. Một vài cái tên nổi tiếng bên Hàn như Mangchi, SOF, Honeyki có khoản thu nhập ấn tượng chỉ với việc review sản phẩm trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nếu đánh giá sản phẩm sai sự thật, sự nghiệp của vlogger sẽ dễ dàng lao đao, tương tự như anh chàng YouTuber sau đây. Trong cộng đồng hot YouTuber người Hàn Quốc, H là cái tên có tiếng tăm với hơn 600.000 lượt đăng ký và trung bình 1 triệu lượt xem cho mỗi video. Trong một lần review món cua ướp nước tương truyền thống của quốc gia, anh chàng đã đến ăn tại một tiệm thuộc vùng Daegu, Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong lúc thưởng thức bữa ăn thì H đã phát hiện ra rất nhiều hạt cơm đã tẩm ướp nước tương lẫn lộn trong cua. Điều này đã làm dấy lên nghi ngờ rằng cửa hàng đã để lẫn đồ ăn thừa của khách hàng trước, khiến anh chàng giận dữ và buông lời chỉ trích. Sau khi video nhận được hơn 1 triệu lượt xem và hàng ngàn bình luận đả kích, chủ quán vì không chịu nổi áp lực dư luận nên đã quyết định đóng cửa nhà hàng. Nghi ngờ tính xác thực của thông tin cua dính cơm thừa, chủ quán quyết định xem lại dữ liệu camera và phát hiện sự thật động trời. Cụ thể, camera ghi lại cận cảnh chính do anh chàng hot YouTuber này ăn uống không cẩn thận, tự để cơm rơi vào cua mà chẳng mảy may để ý. Sự việc sau khi làm sáng tỏ đã trở thành viral không ngờ, hầu hết những bình luận tiêu cực ban đầu bây giờ đều nhắm mũi dùi và hát, khiến anh chàng phải quay video lên tiếng xin lỗi. Tuy nhiên, chủ quán có vẻ vẫn chưa hài lòng với lời xin lỗi khi bị so với mức thiệt hại phải gánh chịu, chính thức gửi bản kiến nghị quốc gia trên trang web chính phủ. Trong vòng chưa đầy 2-3 giờ sau khi YouTuber đăng video, các nhân viên đã giải thích nhiều lần cho nhà hàng rằng chúng tôi không sử dụng lại thức ăn của mình và chúng tôi có thể cung cấp lại toàn bộ cảnh quay từ camera an ninh. Nhưng bình luận giải thích của chúng tôi đã bị chặn bởi nam vlogger nên những người khác không thể nhìn thấy chúng, chủ quán chia sẻ. Hiện tại sự việc đã vượt qua ngoài tầm kiểm soát, số lượng đăng ký kênh của H đã giảm hơn 30.000 người và cuộc tranh cãi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các bạn thấy sao về những thông tin vừa rồi? Đừng quên để lại ý kiến của mình ngay dưới phần bình luận để chia sẻ cùng DNews nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!